chào các bạn. Khôi hợp rất nhanh cái tai nghe AirPods 2 phiên bản mới nhất với cái hộp sạc luôn, wireless charging case, tức là cái phiên bản cao nhất của cái đời mới. Thì các bạn phân biệt nó có một cái đèn màu xanh ở bên ngoài cái vỏ, nó báo hiệu cho mình là đây là cái loại mà nó có sạc không dây. Giá khoảng $199 tại cái size của Apple, chưa tính thuế. Còn nếu các bạn mua cái đời mới giống vậy mà không có cái hỗ trợ cái sạc không dây thì giá nó rẻ hơn mấy chục đô đó. Rồi sẵn dịp mình mua ở bên Mỹ về mình dùng cho nên mình khui ra mình dùng, sẵn quay cái video nhanh cho các bạn coi cho vui. Nếu các bạn nào đang chuẩn bị mua thì các bạn có cái nhìn móc siêu. Trước mình xài một cái AirPods đời thứ nhất rồi nhưng mà đang bị hư, mình đang để bảo hành rồi cho mình không có ở đây để mình so sánh cho các bạn nó khác biệt như thế nào. Đó, nó có một cái tài liệu hướng dẫn đơn giản vậy thôi. Lấy ra khỏi cái hộp này thì bắt đầu mình kết nối, rồi đèn đỏ là đang sạc, đèn xanh là đầy pin, rồi báo hiệu đó, những cái hướng dẫn nhanh. Cái hộp rất là gọn gàng, chút xíu gì thôi. Ở trong này thì nó gắn một cái cọng dây cáp nằm phía sau cái hộp này, rất gọn. Cho mình một cọng cáp, đây là cái hộp tai nghe bọc trong cái lớp siêu. Các bạn lấy ra thì như các bạn đã biết rồi, rất nhiều báo chí và rất nhiều bạn đã khui hộp cái tai nghe mới này rồi, thì nó giống y chang, không có khác một cái gì hết. Nó chỉ khác một cái chấm đèn bên ngoài cái hộp ở đây. Còn ở phiên bản trước thì cái đèn nó nằm ở ngay cái mép này, sau khi mình mở cái tai ra thì mình thấy cái đèn tín hiệu. Còn ở đây mình mở cái ra thì cái đèn tín hiệu nó nằm bên ngoài. Còn cái thiết kế thì không khác gì hết, nó chỉ khác hơn chip và tốc độ kết nối cũng như là một số cái cải tiến. Ở đây vẫn có cái nút để mình bấm be. Rồi giờ mình be vô cái điện thoại của mình để mình dùng luôn. Sau khi mình mở tai nghe ra, mở cái điện thoại lên thì lập tức cái tai nghe AirPods nó hiện lên liền, nó hỏi mình kết nối không, bấm kết nối. Rồi rất nhanh. Sau khi bấm kết nối, bấm xong thì hiện tại nó báo cái hộp đang còn 80% pin và cái tai nghe mình đang có 76% pin, là cái đèn vàng nó hiện lên đây. Xong rồi, như vậy là cái tai nghe đã kết nối xong, cực kỳ nhanh chóng. Mình chưa thấy cái hãng nào mà làm tai nghe mà kết nối nó đơn giản, quá đơn giản và quá dễ dàng như cái hãng Apple AirPods. Bấm vô đây, đó, AirPods của Nguyên số 2. Giờ trước mình xài cái số 1 rồi, nó nhớ trong này, giờ mình connect tiếp nó báo thành cái số 2. Rồi nó có hai cái nút bên trái hay bên phải vào cái tai nghe đó, hai cái tai nghe bên trái bên phải từ từ mình chọn. Các bạn bấm vào đây, các bạn tự gán cho nó những cái chức năng, ví dụ như bấm vào thì nó ra Siri, hoặc là tạm dừng bài hát, hoặc là nhảy bài trước nhảy bài sau, hoặc tắt gì đó thì do mình chủ động ha. Mình chủ động, ví dụ bên phải mình gõ hai cái, bên trái đây mình gõ hai cái là nó vô Siri. Rồi bên phải thì cho nó nhảy bài ra bài sau, thôi mình cho nó phát rồi tạm dừng đi, rồi vậy đi. Rồi tự động phát hiện tai nghe, micro để tự động luôn. Rồi đó là những cái chức năng bên trong. Như vậy chúng ta xong kết nối một cái tai nghe đơn giản rồi thôi. Về chất lượng âm thanh thì mọi người vẫn không có thấy nhiều cái cải tiến về chất lượng nghe nhạc trên cái tai nghe này. Tuy nhiên về mặt kết nối, về mặt chip mới cũng như là những cái công nghệ mới thay đổi bên trong thì hy vọng là các bạn sẽ hài lòng. Lấy ra một cái là nó tạm dừng nhạc. Nói chung đây không phải là một cái tai nghe nghe nhạc xuất sắc, nhưng mà đối với mình đây là một cái tai nghe tiện lợi xuất sắc nhất mà xưa giờ mình sử dụng. Cái tai nghe Bluetooth sử dụng nhiều nhất mà không có nó mình cảm thấy thiếu thốn lắm, rất là thiếu thốn. Nó là cái tai nghe tiện nhất, không phải đem ra so sánh với những cái tai nghe nghe nhạc có chất lượng hay nhất, nhưng về mặt tiện lợi thì không có đối thủ. Rồi sẵn ở đây có rất nhiều cái sạc không dây, thì mình đặt cái tai nghe này lên thử coi sạc không dây như thế nào nha các bạn. Rồi xong, cái đèn nó đỏ lên là đang sạc, các bạn thấy cái đèn đỏ lên không? Đó, đèn này
Rồi bỏ qua cái cục sạc màu trắng này coi, rất là đẹp. Tông sự tông luôn đó, đèn sáng lên. Nói chung là tất cả những sạc không dây có chuẩn QI là được hết, giống như mấy cái sạc không dây đây. Là sạc được hết ha. Rồi một cái tính năng nữa rất là độc đáo trên cái Galaxy S10 là cái việc cái Galaxy S10 có chức năng share cái pin, thì nó sạc được cho cái earbud của cái Galaxy Bud của cái tai nghe không dây của hãng Samsung. Thì giờ mình sẵn đây mình sạc thử trên cái điện thoại này Galaxy S10 của mình coi nó sạc được hay không. Rồi vừa để lên là sạc liền, có cái nút đèn màu đỏ đang sạc liền, rất là tiện lợi dễ dàng, các bạn thấy không? Chỉ cần đặt cái sạc lên ngay giữa cái lưng điện thoại là xong, rất nhanh chóng và dễ dàng. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.